Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một hữu thuật nhỏ trên máy tính. Đó chính là tính năng hiện giờ báo thức trên Windows. Chúng ta vào hành công cụ, tìm kiếm ở tab 3, gõ lóc sẽ hiện ra biểu tượng đồng hồ. Ta click chọn vào. Các bạn thấy đấy, đây là các giờ báo thức của mình. Bây giờ mình muốn hiện giờ báo thức thì ngay góc phía dưới cùng với dấu cộng, các bạn click vào để hiện báo thức. Sau khi chọn, các bạn sẽ đặt thông tin. Báo thức đầu tiên là giờ, ở đây mình sẽ chọn là 6 giờ. Tiếp đến là tên báo thức mình đã đặt là đi làm. Dòng này là ngày lập của báo thức hàng tuần. Mình chọn từ 2 đến 6 để báo thức đi làm. Phần tiếp theo là chọn nhiệt chuông báo thức. Mình có thể nghe thử, thấy cái nào phù hợp thì mình chọn thôi. Còn dòng này thì chỉ là khoảng thời gian chuông reo, cách nhau bao nhiêu phút. Mình thường để là 10 phút để có gì nướng thêm được 10 phút nữa. Sau đó click vào biểu tượng sale ở góc phía dưới để lưu lại. Thế là xong các bạn nhé. Mình đã hẹn giờ báo thức cho mỗi sáng đi làm rồi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác.